Thưa quý vị, đêm qua sân cỏ châu Âu sôi động với các trận đấu thuộc vòng bảng UEFA Champions League. Trên sân nhà Old Trafford, Manchester United đã có màn lội ngược dòng đầy kịch tính trước tàu ngầm vàng Villarreal. Cả trận Villarreal thi đấu hay hơn và tạo ra rất nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành David De Gea. Đội khách cùng chính là những người ghi bàn mở tỷ số ở phút 53 do công của Paco Alcácer. Thế nhưng từng ấy là không đủ để đội bóng có biệt danh tàu ngầm vàng rời nước Anh với niềm vui có điểm. Dù chơi không thực sự hay nhưng MU lại có những cá nhân luôn biết cách tỏa sáng đúng lúc. Đầu tiên vào phút 60, hậu vệ Alex Telles thực hiện cú bắt volley đẹp mắt ngoài vòng cấm, san bằng cách biệt 1-1. Đến phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, siêu sao Ronaldo một lần nữa trở thành người hùng của MU. Từ quả tạt của Fred, CR7 bình tĩnh phối hợp với Jesse Lingard trước khi thực hiện cú dứt điểm quyết đoán ở góc hẹp giúp MU hoàn tất màn lội ngược dòng đầy kịch tính trước Villarreal. Đây cũng là bàn thắng thứ hai sau hai trận đấu liên tiếp của Ronaldo trong màu áo MU tại đấu trường UEFA Champions League, điều mà Messi mới chỉ làm được một nửa trong màu áo PSG. Ở một số trận đấu đáng chú ý khác, Juventus đã có chiến thắng quan trọng 1-0 trước Chelsea trên sân nhà. Barcelona bất ngờ phơi áo 0-3 trước Benfica tại Bồ Đào Nha, trong khi Bayern Munich đè bẹp Dynamo Kiev 5-0 trên sân nhà Arena.